Trong những năm 1970, cuộc chiến giữa hai phe trở nên gay gắt hơn bao giờ hết với những màn đối đầu đầy kịch tính. Trong bối cảnh đó, không thể không nhắc đến Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ Sài Gòn, người được đào tạo kỹ lưỡng và có khả năng chống cộng quyết liệt. Ông ta từng thao túng chính trường Việt Nam Cộng Hòa, gây không ít khó khăn cho quân giải phóng. Tuy nhiên, khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, trong giây phút hỗn loạn cuối cùng, chính Phạm Xuân Ẩn, một nhà tình báo xuất sắc của quân ta, đã cứu sống Trần Kim Tuyến và đưa ông ta lên chiếc trực thăng cuối cùng rời Sài Gòn. Hành động này của cố thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn đã gây ra nhiều tranh cãi suốt những năm qua. Người ta không khỏi thắc mắc, tại sao một người như Trần Kim Tuyến lại đáng được Phạm Xuân Ẩn cứu mạng? Phải chăng giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt nào đó? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay, hứa hẹn mang đến cho quý vị những khám phá bất ngờ về một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Trần Kim Tuyến, hay còn được biết đến là bác sĩ Tuyến, sinh năm 1925 ở Nga Sơn, Thanh Hóa, trong một gia đình công giáo. Ngay từ khi còn trẻ, Trần Kim Tuyến đã bộc lộ bản tính không biết an phận, luôn luôn có những toan tính đổi đời. Có lẽ hiểu rõ điều này nên cha Nguyện đã khuyên chàng giáo trẻ này đừng nên nghĩ đến chuyện đi tu làm linh mục ở quê, mà phải ra biển lớn, tìm đường tới phát diệm rồi lên Hà Nội tiếp tục học thêm. Trong thời gian này, ông kết thân với Ngô Đình Nhu, lúc đó đang làm việc ở Viện Viễn Đông Bắc Cổ và làm nhiều việc để giúp đỡ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm. Sự gắn bó giữa ông Tuyến với ông Nhu bắt đầu từ đó. Khi Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng vào năm 1954, Ngô Đình Nhu lập Đảng Cần Lao để làm lực lượng chính trị hậu thuẫn cho anh mình. Trần Kim Tuyến gia nhập đảng này và trở thành cộng sự thân tín của Ngô Đình Nhu. Khi Ngô Đình Diệm trở thành tổng thống, cố vấn Ngô Đình Nhu trở thành nhân vật có thực quyền lớn nhất của chế độ. Trần Kim Tuyến được cử làm giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội, gọi tắt là Phòng 4, nhưng thực chất là trùm mật vụ phủ tổng thống, quyền hành chỉ đứng sau ông Diệm và ông Nhu. Trong thời gian cầm quyền ở Phòng 4, Trần Kim Tuyến đã trở thành một trong những nhân vật có quyền lực cao nhất của nền đệ nhất Cộng Hòa. Mặc dù được nhắc đến rất nhiều, ông ta lại rất bí ẩn. Ở thời điểm đó, ngay cả những người quen biết và thường xuyên giao thiệp với ông cũng ít ai biết rõ về lai lịch của Trần Kim Tuyến. Tổng thống Ngô Đình Diệm càng về sau càng cưng chiều trùm mật vụ này, khiến ông trở thành người duy nhất trong nền đệ nhất Cộng Hòa không bao giờ bị của trách về lối phục sức quá đơn giản của mình. Thậm chí, ông Diệm còn cho rằng cách ăn vận như vậy là một đặc điểm và một điều hay trong ngành tình báo gián điệp. Những người từng gặp Trần Kim Tuyến khi ông còn trẻ cho biết, ông là một người vóc dáng nhỏ bé, dáng dấp thư sinh, nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ như con gái và ăn mặc rất cầu thả. Mái tóc ông luôn được húi cao, nhưng không bao giờ thấy dấu vết của lược chải đầu hay kem bôi tóc. Chưa bao giờ ông trùm mật vụ này cân nặng hơn 40kg. Tuy nhiên, đầu của Trần Kim Tuyến hơi to quá khổ một chút và vầng trán rất rộng. Trong suốt 9 năm dưới chế độ Ngô Đình Diệm, bác sĩ Tuyến hầu như không bao giờ xuất hiện trước ống kính truyền hình hay trên mặt báo. Ông cũng tránh xuất hiện trước đám đông. Dù không được đào tạo chuyên nghiệp về công tác tình báo, an ninh, Trần Kim Tuyến đã duy trì hoạt động của Phòng 4 một cách rất hiệu quả. Phòng 4 đã trở thành nỗi khiếp đảm của xã hội miền Nam lúc đó và bị gắn tên vào rất nhiều vụ việc theo dõi, điều tra, truy lùng, bắt giam người và tra tấn cho đến chết để nhận tội hoặc để chấn tiền. Mối quan hệ giữa Phạm Xuân Ẩn và Trần Kim Tuyến cũng là điều được mổ xẻ nhiều lần. Cơ duyên đầu tiên phải kể tới năm 1955 khi Phạm Xuân Ẩn được cách mạng cử đi du học. Giấy tờ khi đó rất lằng nhằng vì bị kiểm soát chặt chẽ. Ông Tuyến khi đó đã là tay chân thân cận của Tổng thống Diệm, đã giúp Ẩn hoàn thành mọi thủ tục cần thiết để được phép rời Việt Nam đi Mỹ du học. Đến năm 1959, khi Phạm Xuân Ẩn trở về, trong lúc chờ tin tức và nhiệm vụ từ cách mạng, ông đã tới thăm hỏi Trần Kim Tuyến. Nhờ có sự móc nối từ trước, việc Ẩn từ Mỹ trở về theo phép lịch sự đến thăm Tuyến không dấy lên những mối nghi ngờ dù nhỏ nhất. Ông Ẩn còn nhân dịp đó thăm dò tình hình, thử xem đối phương có ý tứ gì với mình không. Dù Trần Kim Tuyến không phải là hạng người dễ bộc lộ suy nghĩ của bản thân, ông Tuyến đã đề nghị Ẩn làm việc cho mình và nói sẽ xin cho Ẩn một chỗ làm tại Việt Tân Xã, cơ quan thông tấn chính thức của chế độ Sài Gòn, vì ông Ẩn đã được đào tạo có bài bản về nghiệp vụ báo chí ở Mỹ. Đối với ông Ẩn, đây là một cơ hội hiếm có để làm báo bởi nó giúp ông nắm bắt tình hình mật. Điều hài hước là đề nghị đó lại được đưa ra bởi mật vụ của chế độ Sài Gòn, chứ không phải các đồng chí cộng sản của ông, những người đầu tiên nghĩ ra mưu kế này. Ông Ẩn tự nhủ, nếu văn phòng tổng thống bật đèn xanh để tuyển dụng ông thì điều đó có nghĩa là ông được bình yên vô sự, dự kiến được tung tích của mình. Thế là ông nhận lời. Vì phủ tổng thống không nói gì nên Phạm Xuân Ẩn được đưa lên làm nhân viên mật vụ cho Dinh Độc Lập
tức phủ tổng thống ở Sài Gòn. Được sự che chở của cấp cao, Ẩn đã đặt chân vào giới báo chí ở Sài Gòn như thế. Tuy nhiên, ông Tuyến không giữ được vị trí lâu dài do bị thất sủng sau vụ đảo chính bất thành. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai phi công là Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc đã ném bom Dinh Độc Lập. Quá tức giận vì bị vuốt râu hùm, Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Chính trị Ngô Đình Nhu đã lớn tiếng buộc tội phòng 4 đã làm việc kém nên không dự báo được hành vi phản loạn này. Người phải chịu trách nhiệm chính là Giám đốc Trần Kim Tuyến. Thế là chẳng bao lâu sau, ông ta đã nhận được quyết định của Tổng thống Ngô Đình Diệm về việc giải thể phòng 4. Tới đầu năm 1963, Trần Kim Tuyến đã buộc phải đi làm Tổng lãnh sự quán ở Ai Cập. Thế nhưng, trên đường quá cảnh tại Hồng Kông, Trần Kim Tuyến đã xin tị nạn chính trị và từ chức Tổng lãnh sự. Sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị xóa sổ nhường chỗ cho nền đệ nhị Cộng Hòa sau cuộc đảo chính quân sự mùng 1 tháng 11 năm 1963, Trần Kim Tuyến đã quay lại Sài Gòn nhưng không được chính quyền mới trọng dụng do có quá nhiều quan hệ mật thiết với gia đình họ Ngô trong quá khứ. Những năm sau đó, Thiệu lãnh đạo một đội quân đã đi dần tới ngày suy tàn, quân giải phóng nhanh chóng đánh chiếm được các cứ điểm quan trọng và tiến gần tới Sài Gòn. Ngày 21 tháng 4, Tổng thống Thiệu đành phải lên đài truyền hình thông báo từ chức. Ngay sau đó, ông ta đáp máy bay đi Đài Bắc giao lại chính quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Sài Gòn rơi vào cảnh hỗn loạn trong khi quân giải phóng đang siết chặt vòng vây. Người Mỹ hấp tấp tổ chức cầu hàng và di tản hết những nhân viên Mỹ còn lại và một số người Việt Nam đã từng hợp tác với họ tại Sài Gòn. Tuần báo Newsweek đã miêu tả câu chuyện ông Ẩn đã cứu Trần Kim Tuyến đi di tản chuyến cuối tháo chạy khỏi Việt Nam trong một hoàn cảnh tưởng như đã tuyệt vọng. Tờ Newsweek cho rằng Tuyến sẽ bị giết chết nếu ông ta còn ở lại Sài Gòn. Bởi với sự giúp sức của Mỹ, Tuyến đã tổ chức và chỉ huy mạng lưới tình báo đầu tiên của chính quyền Sài Gòn chống lại Cộng sản miền Bắc. Khi ông Tuyến gọi điện cho Sứ quán Mỹ hôm đó tìm sự giúp đỡ của CIA đưa ông đi thoát, ông được trả lời là cơ quan CIA đã rời đi hết. Quá hoảng sợ lo cho tính mạng, ông quay lại tìm người bạn thân Phạm Xuân Ẩn, người được đánh giá là có nhiều mối quan hệ rộng và bậc nhất ở Sài Gòn. Thực tế, bác sĩ Trần Kim Tuyến bỏ mất nhiều cơ hội để ra đi do nán lại chờ em trai. Vợ của ông, bà Jackia và các con đã di tản trước theo sự giúp đỡ của Đại sứ quán Anh. Ông nhanh chân chạy tới tòa đại sứ Mỹ, nhưng ở đây lúc này cũng đã loạn hết cả lên. Dòng người di tản đông như kiến cỏ, ai cũng chờ đợi để lên máy bay. Tuyến vốn được ưu tiên hàng đầu trong danh sách di tản của CIA, bởi vì đầu mối của ông trong CIA là William Coleman, người đã cam đoan rằng tổ chức này sẽ không rời bỏ ông. Bác sĩ Tuyến đã gặp Coleman ít nhất 2 lần vào tuần trước, trong đó có lần Coleman tới tìm gặp Tuyến tại nhà Ẩn, nhưng chính bản thân Coleman cũng gặp khó khăn trong việc ra đi. Lúc Tuyến sẵn sàng để ra đi vào ngày 29 tháng 4 thì Coleman đã đi trước rồi và trong danh sách những người đại sứ quán phải đưa đi vào giờ chót không có tên Trần Kim Tuyến. Bác sĩ Tuyến đã đến cổng tòa đại sứ nhưng chật cứng người, không len vào nổi. Trên nóc nhà, máy bay trực thăng như con thoi, hối hả bốc người di tản đưa ra tàu chiến Mỹ neo đậu gần bờ biển nhất. Từ nhà riêng, Tuyến tìm cách gọi điện tới các đại sứ quán Anh, Mỹ và Pháp cũng như các nhà báo quen biết nhưng tất cả đường dây điện thoại đã bị cắt. Cuối cùng, Tuyến tìm đến Bob Saplan ở khách sạn Continental, lúc này đang chuẩn bị tới đại sứ quán và Saplan đã hứa sẽ làm hết sức mình để có thể giúp đưa Tuyến vào danh sách phóng viên nước ngoài di tản vào cuối buổi sáng hôm đó. Saplan bảo Tuấn về nhà, cho những đồ đạc cá nhân cần thiết vào một chiếc vali rồi trở lại khách sạn Continental lúc 11 giờ sáng. Lúc Tuyến trở lại, các phóng viên được lệnh lên xe buýt trước khách sạn, sau đó tới sân bay Tân Sơn Nhất để di tản bằng trực thăng. Không còn hy vọng gì nữa, Spalen nói sau khi đã thất bại trong việc đưa Tuyến vào danh sách di tản. Ông lại gọi cho đại sứ quán, nhưng sau chừng 10 phút, các phóng viên trên xe buýt hết kiên nhẫn. Đã đến lúc phải đi, Spalen không thể làm gì khác ngoài việc thọc tay vào túi, lấy hết tiền cùng một chiếc chìa khóa dự phòng khách sạn rồi đưa cho bạn và nói: "Tới chỗ ông Ẩn đi." Tuyến tới văn phòng tờ Times và hỏi Ẩn có di tản không. Ông Ẩn kiếm cớ rằng không. Tham đã đưa vợ con tôi ra ngoài rồi, nhưng riêng tôi thì lại không thể đi lúc này. Má tôi quá già mà lại đang bệnh, bà cần tôi ở bên cạnh, còn ông thì chắc chắn phải đi rồi. Ẩn và Tuyến quyết định tìm kiếm cơ may bằng cách trở lại tòa đại sứ. Họ chạy chiếc Renault màu xanh lá cây của Ẩn, nhưng quá đông người nên chẳng thể tới gần cổng được. Hai người quay trở lại văn phòng Tham để rà soát lại một cách vô vọng những đầu mối liên lạc của Ẩn nhằm tìm kiếm một ai đó khả dĩ có thể giúp đỡ. Nhưng các số điện thoại hoặc là bận liên tục hoặc đã bị ngắt. Quá bức bối, Tuyến bảo lái xe trở lại tòa đại sứ, nhưng tình hình còn tệ hơn lúc trước.
thế là hai người phải rút về khách sạn Continental. Trong trường hợp không đi được, ông đừng có bao giờ trở về nhà. Ẩn giận Tuyến, ông có thể tới chỗ tôi ở tạm. Lúc này đã là 5 giờ chiều, hai người đàn ông ngồi chết dí trong văn phòng Tham, chẳng biết phải làm gì. Rồi bất thình lình, điện thoại của ông Ẩn bỗng đổ chuông. Phóng viên Dan Southland của tờ Christian Scientist Monitor gọi tới hỏi Ẩn đang xoay sở như thế nào và chuyện di tản ra làm sao. Ẩn liền cắt ngang lời Dan. Dan, bọn tôi cần anh giúp. Tôi không có thời giờ cho những chuyện khác. Anh thử liên lạc với đại sứ quán và nói với họ rằng bác sĩ Tuyến đang ở đây với tôi và họ cần phải đưa ông ấy đi. Nhanh lên, hãy gọi cho ông đại sứ. Trước khi Ẩn găng máy, ông Tuyến đề nghị nói chuyện với Southland. Bằng tiếng Pháp, Southland hứa với bác sĩ Tuyến là sẽ làm hết sức mình, rồi bảo Ẩn cũng như Tuyến là hãy canh chừng điện thoại để ông ta gọi lại. Ẩn và Tuyến ngồi lặng im trong chừng 30 phút thì điện thoại đổ chuông. Southland đã liên lạc được với đại sứ quán và nói chuyện với chỉ huy trưởng chi nhánh CIA, Tom Poga. Họ không thể điều xe tới để đón Tuyến, nhưng ông ta cần phải nhanh chóng trở lại tòa đại sứ. Poga sẽ chờ và đã đưa tên Tuyến vào danh sách giao cho nhóm thủy quân lục chiến làm công tác gác cổng. Poga nói rằng nếu Tuyến không thể đến tòa đại sứ thì ông ta có thể tới số 22 đường Gia Long, một tòa chung cư do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ sử dụng. Tầng trên cùng của tòa nhà được chỉ huy phó chi nhánh CIA sử dụng và rơi giờ đây đang được dùng để hỗ trợ việc di tản bằng trực thăng. Tên của Tuyến cũng sẽ được cho vào danh sách ở đấy. Nếu không tới đây được thì ông hãy chạy nhanh đến đây. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, chiếc trực thăng cuối cùng sẽ đến. Trần Văn Đôn đang ở đó cùng với 20 hay 30 người gì đấy. Trần Văn Đôn, Phó Thủ tướng và là Bộ trưởng Quốc phòng cho nội các cuối cùng của ông Thiệu. Thần trời trêu lại là nguồn tin bí mật lâu năm của Ẩn. Đôn đang ở trên sân thượng tòa nhà thì Ẩn lái xe chở Tuyến tới. Lúc này, đám bảo vệ đang hạ cống xuống để khóa lại. Ẩn thắng xe gấp rồi nhảy ra quát. Theo lệnh của đại sứ, người này phải được vào để bay chuyến bay này. Những người bảo vệ đáp rằng không ai được vào nữa. Trực thăng sắp cất cánh rồi. Trên sân thượng, phi công tên Hanegger của CIA đang thực hiện cuộc sơ tán cuối cùng của ông ta trong ngày. Ông ta đáp chiếc Huey màu bạc xuống phần mái che của thang máy và mỗi chuyến chuyển được 15 người ra phi trường Tân Sơn Nhất, nơi những chiếc trực thăng lớn hơn sẽ chở họ tới những chiếc tàu đậu ngoài Biển Đông. Đề nghị cho gọi ông Poga. Ông Ẩn yêu cầu được gặp sếp CIA mà ông quen. Nếu gặp được Poga, chắc chắn ông ta biết câu chuyện trầm trọng của ông Tuyến, sẽ giải quyết ngay. Nhưng người lính gác không chịu gọi, tình hình có vẻ vô vọng. Nhưng khi cánh cổng đang được kéo xuống như một phản xạ bản năng, Ẩn đưa tay trái xuống giữ cổng, đồng thời tay phải đẩy cơ thể nhỏ bé của bác sĩ Tuyến vào. Lúc này, cánh cổng chỉ còn cách mặt đất chưa đầy nửa mét. Không còn thời gian, Ẩn hét lên. Chạy đi, mau lên. Ông Tuyến ngoái đầu lại nhìn Ẩn, mắt rớm lệ rồi nói. Tôi sẽ không bao giờ quên anh. Ẩn dõi theo cái bóng của Tuyến sau cầu thang tòa nhà và đây là lần cuối cùng ông được nhìn thấy Tuyến trên cõi đời này. Chiếc trực thăng của Mỹ trên nóc trụ sở CIA trong chiều 29 tháng 4 năm 1975, ngày cuối của chiến tranh, chở những người cuối cùng di tản khỏi Sài Gòn, đã đem theo cựu trùm mật vụ Trần Kim Tuyến với sự trợ giúp của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn. Thế là vị trùm cảnh sát mật vụ Sài Gòn đã được một điệp viên của Hà Nội cứu thoát, leo lên mái nhà để lên máy bay đi di tản. Nhiều năm sau đó, mọi người đều có suy nghĩ rằng ông Ẩn sẽ gặp rắc rối trong vụ này. Kể chuyện với tôi về sự giải cứu Trần Kim Tuyến của ông Ẩn, chú Tư Cang nói, ông Ẩn cứu ông Tuyến trong thời khắc khó khăn đó xuất phát từ tấm lòng của người bạn cứu giúp nhau theo cách rất quân tử của người dân Nam Bộ. Ông Ẩn làm bạn với Trần Kim Tuyến và ông Tuyến là người đã giúp đỡ rất nhiều cho Ẩn trong những ngày đầu mới từ Mỹ trở về. Chính nhờ ông Tuyến mà ông Ẩn có vỏ bọc rất tốt và leo cao nhờ việc tạo dựng các mối quan hệ với giới chóp bu trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và các quan chức của Hoa Kỳ. Nhờ đó mà ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời điểm bấy giờ, ông Tuyến còn là người đã bị thất sủng. Nhưng với con mắt của mình, ông Ẩn thừa hiểu sau giải phóng, nếu ông Tuyến còn ở Việt Nam thì sẽ phải hứng chịu bản án rất nghiêm khắc, có khi là nghiêm khắc nhất của chính quyền mới vì những hành động của mình trong quá khứ với cách mạng. Ông Tuyến gần như sẽ chắc chắn không được gặp vợ con. Đó là điều ông Ẩn không muốn với người bạn của mình, bởi ông Tuyến là người rất yêu vợ. Trong tác phẩm X6, Điệp viên hoàn hảo của Larry Berman, ông Ẩn cũng lên tiếng về việc tại sao mình lại giúp Trần Kim Tuyến. Ông thẳng thắn, việc giúp đỡ chủ mật vụ Sài Gòn xuất phát từ tình cảm cá nhân và việc đó ông cũng không xin phép cấp trên trước khi hành động. Chính điều đó đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi đối với ông. Tuy nhiên, rất nhiều lần ông khẳng định trong các cuộc phỏng vấn, việc ông cứu bác sĩ Tuyến không bị cấp trên làm khó. Ông Ẩn đã từng tâm sự với rất nhiều người về việc cứu ông Tuyến như sau.
Tôi kết bạn với ông Tuyến để thực hiện sứ mệnh tình báo của mình. Tôi hiểu ông Tuyến là người rất yêu vợ. Vợ ông ấy là một người Pháp. Khi ấy, vợ con ông Tuyến đã di tản được sang Singapore rồi và bà ấy đang mang thai. Ông Tuyến bị kẹt lại vì khi đó ông muốn chờ cứu mấy người em và bạn bè của ông bị ông Thiệu bắt nhốt. Do có ý định làm đảo chính lật đổ chế độ của Thiệu vào những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến. Tôi không muốn thấy đứa trẻ sinh ra, không được nhìn mặt cha mà chỉ thấy gương mặt u buồn của người mẹ. Tôi cứu ông Tuyến là để cảm ơn sự giúp đỡ của ông ấy cho tôi trong những ngày đầu từ Mỹ trở về. Tôi hành động như vậy để cứu bạn, dẫu có thể bị rắc rối sau này, nhưng ông ấy là bạn của tôi. Ông Ẩn kể, sau này khi ông ấy định cư ở Anh, ông Tuyến vẫn giữ mối liên hệ với ông Ẩn. Trước khi vợ ông Tuyến mất do bị bệnh, ông Tuyến có thông báo cho ông Ẩn. Sau khi vợ mất, 7 tháng sau thì ông Tuyến cũng qua đời vào năm 1995. Khi ấy, ông mới 70 tuổi, nghĩa là chừng 2 tuần trước khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Cuộc đời của Trần Kim Tuyến là một nốt thăng trầm. Ông đã từng đứng trên đỉnh cao của quyền lực dưới thời Diệm Nhu, nhưng cũng chẳng phải là ai ngoài một nhà báo dưới thời của Thiệu. Và rồi khi cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa của ông sụp đổ, người cứu mạng ông lại là tình báo của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Ngược Dòng Lịch Sử. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng nội dung video này được trình bày với mục đích cung cấp thông tin và giải trí. Các quan điểm và ý kiến trong video này là của cá nhân tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào. Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Khmer Đỏ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào do việc sử dụng thông tin trong video này. Hãy luôn kiểm tra và tham khảo thông tin từ các nguồn chính thức và đáng tin cậy.